Chào mọi người, do là có rất là nhiều người thắc mắc là những cái sản phẩm của HP, dù như là HP ProBook hay là HP Lightbook, hai cái dòng sản phẩm laptop này của cùng một hãng HP, tuy nhiên là cái giá chênh lệch có thể nói là gần gấp đôi. Thì sẵn hôm nay mình có hai dòng sách tay Mỹ. Thực ra thì những cái dòng này cũng bán rất là chạy thị trường Việt Nam mình. HP ProBook 440G8 và bên phải mình đang có là chiếc HP Lightbook 840G8. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm so sánh thực tế hai cái dòng này để mình thấy sự khác biệt, vì sao giá chênh lệch nhiều như vậy. Tuy nhiên là hiện tại giá cũng rất là rẻ nha mọi người. Với những chiếc máy được sử dụng những cái công nghệ chip hay là con chip mới nhất, tuy nhiên giá con ProBook cũng khoảng 15 triệu và con Lightbook hơn 18 triệu một xíu. Thì để chúng ta có một cái thông tin để mình tìm mua một chiếc máy cho nó phù hợp, sau đây chúng ta sẽ đi trải nghiệm thực tế hai chiếc máy này. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực tế so sánh hai chiếc HP ProBook 440G8 và HP Lightbook 840G8. Thực ra thì chúng ta thấy nhìn về, nếu mà mình nhìn thoáng qua mà các bạn mà không có rành về máy tính đó, thì chúng ta sẽ thấy giống hai chiếc này, có thể nói là giống nhau rất là nhiều. Cũng màu bạc, rồi thiết kế về kích thước cũng rất là giống nhau. Tuy nhiên là mình thấy bên đây nó có chữ Lightbook nè, và ở đây có chữ ProBook. Thêm một cái đặc điểm mà nhìn bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là cái logo của ProBook vẫn còn xài cái logo cũ theo kiểu truyền thống. Còn đối với dòng cao cấp thì chúng ta thấy là cái logo được cải tiến đi, nhìn thấy sang trọng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là các cổng kết nối thì mình sẽ không nói quá nhiều nha mọi người. Tuy nhiên là nhìn về bên trong hay là những cái thiết kế chi tiết thì chúng ta sẽ thấy là cái chân ốc thôi. Mình lật hai chiếc máy lên cho mọi người xem. Cái chân ốc này được làm một cái chân ốc bằng chân ốc theo kiểu kim loại bóng, còn đây là làm theo kiểu dạng thường, đẹp và sắc sảo hơn. Về bên trong, nghĩa là cái mặt bằng phím và màn hình, một xíu nữa mình sẽ nói về phần cấu hình nha mọi người. Thì với dòng ProBook thì thường phía bên tay phải nó sẽ có chữ ProBook nè. Thì tương tự bên đây nó sẽ có chữ Lightbook. Mình sẽ thấy chữ Lightbook. Vân tay đầy đủ nè. Thêm nữa là chúng ta thấy là với dòng Lightbook sẽ được sử dụng cái công nghệ loa Panasonic. Bàn phím đèn thì bên đây bàn phím cũng có đèn. Màn hình thì mình nhìn thì thiết kế cũng khá là giống nhau. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem là màn hình thiết kế giống nhau. Ở đây có cái logo thì logo theo kiểu truyền thống, và đây logo kiểu cải tiến mới. Dĩ nhiên là âm thanh của cái hãng Panasonic này rất là nổi tiếng rồi. Và đặc biệt một điều là hai chiếc máy này được sử dụng công nghệ chip thế hệ thứ 11 Core i5. Tuy nhiên là đây là sử dụng cái công nghệ chip V Pro. Mình khởi động lại với cái chip công nghệ chip ProBook này, chiếc Lightbook thì được sử dụng con chip là Core i5-1145G7. Mình khởi động lại cho mọi người xem. Thì với cái công nghệ chip hồi trước, nghĩa là cuối năm 2020, Intel đã tung ra một cái con chip với cái card đồ họa tích hợp của nó là Intel Iris Air. Dĩ nhiên nó phải là G, chip G chứ không còn xài chip U nữa. Với chip G chúng ta có thể xem được những video 4K. Thì nó cũng giống như là những cái sản phẩm khác, laptop cũng không ngoại lệ, nghĩa là sản xuất ra nhiều cái sản phẩm cho phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ thấp đến cao. Cho nên nó sẽ thêm một tí về công nghệ một xíu. Với hai chiếc máy này thì chúng ta thấy giá hiện tại cũng khoảng, chiếc này khoảng 15 triệu, chiếc này thì 18 triệu hơn. Tuy nhiên chiếc máy này mà mới 100% là gần 40 triệu nha mọi người. Đây là dòng Lightbook bán rất là chạy ở
trên thế giới và ở thị trường Việt Nam mình rất là nhiều anh em thích cái dòng e-lightbook. Riêng bản thân cá nhân mình thì mình lại thích cái dòng e-lightbook. Vì với dòng HP Lightbook thì được thiết kế màu nó sáng so với dòng Dell Latitude rất là nhiều người thích. Tuy nhiên màu Dell thì nó thiết kế hơi nhàm chán, màu đen, khung sườn máy làm bằng carbon. Tuy nhiên ở khí hậu ở Việt Nam mình, khi mà chúng ta khí hậu nóng ẩm, chúng ta xài nó rất là dễ bị bám vân tay và xài lâu nó hay bị rít nè. Nếu mà ai đã từng xài Dell Latitude thì sẽ biết điều này. Về hai cái dòng máy này chúng ta thấy nhìn thấy như vậy, mặc dù nó màu trắng màu bạc giống nhau, tuy nhiên là một chiếc máy thì được sử dụng bằng hộp kim loại và một chiếc bằng nhựa. Mình nhìn kỹ mình sẽ biết đây là khung sườn máy làm bằng nhựa đặc biệt chất liệu hơn, rất là đẹp. Còn về chi tiết về thiết kế thì chúng ta thấy là nhìn sơ thì thấy na ná nhau. Chiếc máy này thì được mở ra được khoảng 180 độ, tránh cho cái việc hạn chế gãy cái bản lề. Còn đối với dòng này vậy, thực ra thì hai dòng này thì thiết kế nó na ná nhau rồi mọi người, nó cũng mở ra như vậy. Chúng ta có thể nâng cấp RAM tối đa lên 32GB nha mọi người. Hiện tại cấu hình thì RAM là 8GB ổ cứng SSD 256 và cái con robot này thì ổ cứng tới 512 lận, sử dụng công nghệ chip G7 luôn đó. RAM nâng cấp tối đa 32GB, trong khi đó thì cái con e-lightbook thì cái chip của nó là 1145G7, trong khi đó con này thì là 1135G7. Xung nhịp cũng rất là cao, 2.6GHz, turbo boost lên tới gần 5GB, 4x8 luôn, cache là 8MB. Cái con này thì khách đã đặt mua rồi mọi người, cho nên là mình sẵn mình có, mình làm cái so sánh trải nghiệm luôn để cho mọi người có thêm thông tin. Cảm ơn và hẹn mọi người những video tiếp theo. Mong là với cái so sánh vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm một số thông tin về hai dòng sản phẩm bán rất là chạy, đó là HP ProBook và HP E-Lightbook. Thực ra thì với những dòng ProBook được phân phối và bán ở thị trường Việt Nam rất là nhiều, những doanh nghiệp hay là các công ty đối tượng là nhân viên văn phòng, sinh viên cũng mua những dòng ProBook rất là nhiều. Tuy nhiên đối với dòng E-Lightbook là dòng sản xuất ra thị trường nước ngoài, giá và thiết kế cũng như là hiệu năng tính bền bỉ cũng rất là cao. Và những năm gần đây do là cái thị trường nhập khẩu và thị trường xách tay khá là nhiều, cho nên là người dùng cũng được tiếp cận và có nhiều cái lựa chọn, giá cũng rất là rẻ. Mong là chúng ta sẽ tìm mua được một chiếc máy nó phù hợp. Bạn nào mà cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần tham khảo thêm một số dòng sản phẩm, có thể gọi vào số hotline hoặc để lại số điện thoại, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Mong là nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng cách là đăng ký và bấm vào nút chuông để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng rất là nhiều. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.